Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Ngày mai mùng 5 tháng 9, chúng ta sẽ bắt đầu quay trở lại với công việc và học tập. Đặc biệt là hàng nghìn học sinh trên khắp cả nước sẽ tưng bừng khai giảng năm học mới. Thời tiết các khu vực trên cả nước nhìn chung không gây nhiều trở ngại cho các hoạt động ngoài trời trong ngày đầu tiên chào đón năm học mới. Trước hết chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Bắc Bộ. Quan sát trên bản đồ mưa, quý vị có thể thấy là những vùng mưa dông được biểu hiện bằng mảng màu xanh đang bao trùm lên hầu khắp khu vực Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp gây mưa hoạt động có xu hướng mạnh dần, cho nên mưa dông sẽ tăng trở lại từ diện rải rác đến nhiều nơi trên toàn khu vực. Mặc dù cường độ mưa tập trung nhiều trong thời điểm đêm nay và chiều tối mai, nhưng trong ngày mai thì vẫn đôi lúc xuất hiện mưa rào bất chợt. Tuy nhiên, do trời nhiều mây có mưa cho nên nền nhiệt độ tại hầu khắp khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm. Thời tiết bớt oi bức, dự báo nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sẽ dao động từ 24 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất ngày ở trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Đợt mưa dông sắp tới dự kiến sẽ kéo dài trong 3 ngày. Đặc biệt về đêm, mưa sẽ xuất hiện với tần suất nhiều hơn, nên thời tiết về đêm và sáng trong những ngày tới tại khu vực Bắc Bộ cũng như thủ đô Hà Nội sẽ khá mát mẻ cùng với độ ẩm không khí tăng lên, trung bình ngày ở mức từ 85 cho đến 90%. Thời tiết tại miền Trung hầu như ít biến đổi trong đêm nay và ngày mai, ngoại trừ các tỉnh như Thanh Hóa hay là phía Bắc của Nghệ An có thể có mưa dông cục bộ trong đêm nay và chiều tối mai. Còn lại hầu khắp các tỉnh thành của miền Trung, từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Ninh Thuận và Bình Thuận, phổ biến ít mưa. Mặc dù nắng nóng sẽ dịu dần do hiện tượng phơn có xu hướng giảm yếu, nhưng thời tiết vẫn khá nóng bức trong ngày tựu trường. Nhiều nơi tại miền Trung vẫn có mức nhiệt chạm ngưỡng nắng nóng từ 34 cho đến 35 độ. Vùng nóng hơn được nhận định sẽ tập trung tại vùng núi của khu vực Bắc Trung Bộ và các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Huế cho đến tận Bình Định và Phú Yên. Và nhận định là đợt nắng nóng lần này về cơ bản sẽ chấm dứt từ ngày mùng 6, ngày mùng 7 tháng 9. Trong khi đó, các tỉnh thành còn lại của phía Nam tiếp tục chịu sự chi phối của đới gió Tây Nam đơn thuần ở mực thấp. Trên hệ thống khí quyển tầng cao, các quá trình hội tụ ít có khả năng thiết lập, nên thời tiết hầu như không có biến động đặc biệt trong đêm nay và ngày mai. Thời tiết vẫn thuận lợi hơn trong khoảng thời gian từ sáng cho đến trưa, khi lúc này trời có mây thay đổi, nắng gián đoạn và mưa chỉ xảy ra vài nơi. Nhìn chung vẫn khá lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời chào đón năm học mới. Nhưng đến khoảng chiều tối và đêm, sau một khoảng thời gian tích ẩm đủ lớn, mưa dông sẽ tăng dưới diện rải rác trên khu vực và vùng mưa có xu hướng tập trung tại khu vực Nam Tây Nguyên và các tỉnh thành Nam Bộ. Trong khi đó, các tỉnh phía Bắc Tây Nguyên như là Kon Tum và Gia Lai thì mưa sẽ xảy ra ít hơn. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở khoảng từ 21 cho đến 24 độ tại khu vực Tây Nguyên, trong khi khu vực Nam Bộ sẽ mát mẻ trong khoảng thời gian này với nhiệt độ chỉ từ 25 cho đến 27 độ. Còn nhiệt độ trưa chiều mai sẽ dao động trong khoảng từ 30 đến 32 độ tại các tỉnh vùng cao Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ sẽ cao hơn khoảng 2 độ, dao động từ 32 cho đến 34 độ. Cuối cùng là những thông tin thời tiết trên biển. Trong đêm nay và ngày mai, khu vực Biển Đông bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sẽ thịnh hành gió Nam đến Tây Nam cường độ khoảng cấp 4, nên tình trạng biển bình thường. Mưa xảy ra ít, chủ yếu ở một vài nơi, nên nhìn chung ít gây trở ngại đến các hoạt động hàng hải. Khép lại bản tin thời tiết tổng hợp tối nay là thông tin nhiệt độ chi tiết tại các tỉnh thành trên cả nước trong ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Thank you.